em Song Yến, chào cả cộng đồng Phonix nhà mình. Vừa rồi nghe Bùi Hải thì mình có chat ngay với Song Yến. Phải nói luôn là mình cũng đang rất là xúc động, giống hết như Bùi Thủy. Mình và Bùi Thủy có một cái rất giống nhau là gì? Cái thứ nhất là cũng chưa từng làm online. Cái thứ hai là cũng chưa từng làm hệ thống. Và khi mà mình nhớ là đến cái buổi đầu tiên mà mình được tham gia cái khóa học đầu tiên của thầy chính là cái thời điểm tháng 4 và cái khi mà có cái chỉ thị 16 trên toàn quốc về dịch, thì mình lúc đấy là mình đang rảnh và mình không được sang bên này, nghĩa là không được sang bên Bắc Ninh nữa, là mình rảnh mình mò ở trên mạng, thì bắt đầu là mình tham gia khóa của thầy. Và khi mà mình tham gia khóa của thầy thì mình mang tính chất là gì, ở cái tâm thế là gì, tâm thế để xem hiện tại bây giờ ở trên mạng họ có những cái gì thì mình tham gia. Thì mình nhớ mãi cái buổi đầu tiên mà mình được gặp thầy và buổi đầu tiên mà mình được học, đến buổi đầu tiên mình đến chính là mình tham gia vào cái lớp Master Sale. Và khi mà mình học cái buổi Master Sale, thật ra nó chưa ngấm đâu ạ, tôi phải nói thật là chưa ngấm đâu ạ. Sau đó mình còn được học một cái buổi nữa là mật mã nảy sinh, cũng vẫn chưa ngấm đâu ạ. Thì đến lúc đấy là cái mục tiêu của mình, là mục tiêu của mình là làm bệnh viện. Và đến khi mà tham gia, kể cả trong cái cộng đồng Phonix mà mình tham gia được cái buổi học trực tiếp nữa, là cái buổi học về bậc thầy sân khấu. Thì khi tham gia cái buổi học bậc thầy sân khấu thì chị cũng phải nói thật với thầy là chị vẫn chưa ngấm. Phải nói thật với thầy là vẫn chưa ngấm. Lý do tại làm sao mà lúc đấy thì cái mục tiêu của chị nó rất là lớn, là chị phải làm xong cái bệnh viện. Thì đến đúng cái ngày, chị nhớ mãi là đến đúng cái ngày 20 tháng 11 mà đáng lẽ là chị phải qua chị thăm thầy, thì chị nhận được cái giấy phép của bệnh viện. Và từ lúc mà chị nhận được cái giấy phép của bệnh viện đó thì bắt đầu là chị triển khai và vận hành. Thì chị dính ba cái đợt dịch rất là lớn. Dịch thứ nhất là dịch Chí Linh, dịch thứ hai nữa là dịch Bắc Giang, và dịch thứ ba nữa là Bắc Ninh. Thì trong cái quá trình đấy thì phải nói thật là mình tham gia cái cộng đồng Phonix, mình không nghĩ rằng tại sao lại nhiều người tuổi trẻ mà các em ấy nó giỏi như vậy. Mình thấy là các em ấy quá siêu, phải nói thật là như thế, mà tại sao lại có một cái cộng đồng mà tuyệt vời như thế này mà giá trị nó lớn. Thực ra thì hôm nay là mình với cả Bùi thì mình nói thật là cũng rất là giống nhau. Mình thì cũng rất là ít chia sẻ trên cộng đồng. Trong các cuộc họp thì mình cũng rất là hay về cuộc họp ở bên bệnh viện thì mình vẫn là người cầm trịch. Nhưng mà nói ở ngoài thì rất ít khi là mình tham gia. Như hôm nay thì đúng là được Song Yến là gọi là ủn mông, và cũng như là được Song Yến đẩy ra. Nên mình cũng có muốn có cái sự chia sẻ từ chính bản thân mình và từ chính cái hoàn cảnh của mình bây giờ. Và sau cái buổi này thì cũng rất là mong muốn là thầy, em Song Yến và cũng như là toàn bộ cộng đồng Phonix giúp đỡ mình để mình có lại cái định hướng tiếp theo nữa, ngoài cái vấn đề về cái mô hình bệnh viện ra. Rất là cảm ơn thầy, rất là cảm ơn em Song Yến và toàn thể cộng đồng Phonix nhà mình. Ok, rất tuyệt vời, cảm ơn chị. Nếu chị một tràng tay thật lớn nha anh chị. Nếu chị một tràng tay. Vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người đang kinh doanh một cái lĩnh vực rất khó, để làm bệnh viện là cực kỳ khó. Để trở thành một giám đốc bệnh viện thì nó lại là siêu khó, với những cái giấy tờ, với những giấy phép và rất là nhiều những điều tuyệt vời. Cảm ơn chị đang làm những cái thứ gọi là vô cùng lớn lao đấy. Làm bệnh viện là vô cùng lớn lao vì giúp nhiều người, hỗ trợ được nhiều người và mình có thể là cứu giúp được nhiều người khác hơn. Tuy nhiên là nếu như bệnh viện nó nổi tiếng hơn nữa và nhiều người biết hơn nữa, và cũng như là mình giúp được nhiều người để làm những điều tuyệt vời hơn nữa, thì lại điều tốt hơn nữa. Cảm ơn chị. Vâng ạ. Và yên tâm rằng là luôn luôn có Trần Toản và những động cộng đồng và những anh chị em trong Phonix luôn luôn đồng hành với chị, chiến đấu cùng với chị. Vâng ạ. Yes, rất tuyệt vời. Rất là cảm ơn thầy.